Chuyện xưa nay kể những câu chuyện của một thời đã qua ở vùng miệt thứ. Chuyện xưa nay kể là những câu chuyện của ngày xưa, những câu chuyện có tuổi đời 20 năm, 30 năm và cả 40 năm về trước, được miệt thứ thứ 11 ghi lại qua lời kể của các thế hệ trước. Vài ngày nữa là đến 30 tháng 4, cả nước, tất cả chúng ta, những người con đất Việt sẽ hân hoan chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, 46 năm chúng ta hưởng chọn hòa bình, cũng là ngày để những ông, những bà, những cha mẹ, chú bác, những con người đã đi qua những cuộc chiến có dịp được nhắc nhớ con cháu mình về một thời chiến đấu với mưa bom oanh liệt, với những trận chiến người mất, người ở lại. Và ở miệt thứ thứ 11 cũng thế. Ngày hôm nay chúng tôi xin được kể một câu chuyện rất nhỏ, rất bình dị, lại rất thực ở vùng quê sông nước này. Là câu chuyện của một cô bé chăn trâu từ những năm 1960, thời kỳ mà vùng căn cứ cách mạng khu Hiếu Lệ chìm trong bom đạn từ rừng Tràm đến rừng Đước. Cô bé chăn trâu ngày ấy giờ đã là bà của những đứa cháu, cô Mười Hoa ở ngã Bác xã Đông Hưng B. Bà tên gì? Tên Hoa. Bà ở đâu? Ngọc Hoa nha. Ngọc Hoa đúng không? Bà ở đâu? Ở trong cái bác nè. Rồi. Trong miếu hoàng nè, chỗ này đó. Rồi, năm nay bà nhiêu tuổi rồi? 69. Rồi, thường ngày công việc của bà là gì? Chặt củi, chặt đồ với mà ai kêu chặt lá thì chặt, làm tao cho tiền. Rồi đi làm vui không? Vui. Vô kể cho con một ngày bà đi làm thì như thế nào vậy? Ăn hoài vậy. Chặt lá cho người ta rồi cắm cho người ta rồi rồi về. Cắm tập né đừng cho lỡ đó. Nhưng mà chặt lá là như thế nào? Chặt lá gì? Chặt lá rồi cái lá nào tốt rồi để cho xét cho anh ta. Rồi lá nào xấu thì để cặn với... Nhưng mà mình chặt là lá dừa phải không? Lá dừa nước á. Lá dừa nước? Ừ, chứ phải lá dừa mình đâu. Rồi một ngày thì chặt được bao nhiêu lá? Chặt cũng mấy bụi. Mấy bụi? Ừ. Rồi người ta trả tiền công bao nhiêu tiền? Người ta cho được 50 ngàn, người ta cho 100. Rồi ngoài với chặt lá còn làm gì nữa không? Rồi cái việc về rồi không qua mặn gì nữa thì về mặn chặt củi gom đốt than nữa. Rồi. Kể chuyện ngày xưa cho con nghe đi. Cái bắt đầu con coi cái mà máy bay nó bắn quá rồi tao ép vô trong cái bụi mình bác. Ép làm sao? Ép làm sao? Sắt vô cái bụi mình bác, bụi mình bác nó bự bự như nè. Con coi cái ngồi cái lãng, ngồi như nè. Rồi. Ép vô sát như nè, cái đoạn nó lọt vô ngồi vô lọt cái nước cái này. Nghe xèo xèo vậy, không ngồi vậy ta. Cái đạn nó mới đây bắn xuống rồi nó lọt cái nước nghe xèo xèo vậy. Con cũng không biết nữa. Rồi nó không trúng ta. Rồi sao nữa? Rồi đó, rồi người ta tưởng tao chết rồi, chứ không còn sống đâu. Bị mấy bay nó ấy quá, người ta giữ trâu đó, tao đâu biết. Rồi. Nó bắn tao dữ lắm mà sao tao không chết. Rồi. Ông bà gì cha đỡ. Rồi sao nữa? Rồi sau đó làm sao? Rồi nó thôi bắn rồi về, thôi còn sống lại. Còn sống đâu chứ đâu có sao đâu. Đó, rồi nhà mình ngày xưa có bị trúng bom không? Thiếu chứ, cháy hết trơn, không còn. Má tao nó bắn rồi, má tao nó bỏ vô bên bị với Hồ Thị Kỷ á. Dạ. Thứ tao với Hồ Thị Kỷ á. Dạ. Đồng Cà Mau á. Dạ. Chống lỏng con coi bắn chết con trên không còn đâu. Rồi nhà mình có ai hy sinh không? Hy sinh hết trơn, mấy anh hy sinh còn rồi còn anh Sáu với chế Tư với chế Chính à. Má tao đẻ cho 10 đứa con mà tao thấy 10 nha. Dạ. Tức là bà là Út phải không? Út á. Dạ. Đẻ cho 10 đứa. Lương thiện thạng lắm, giàu với dân bình Mai Hoa. Má tao đặt tức là bà tên là Mai Hoa. Tên Hoa. Chứ không phải Ngọc Hoa đâu, nó giờ nó chơi đó. Vậy hả? Tức là Mai Hoa chứ không phải là Ngọc Hoa đúng không? Tên Hoa nha, chứ không phải tên Ngọc Hoa là gì. Là tên Hoa đó phải không? Cô Hoa phải không? Tên Hoa. Dạ. Rồi còn chuyện gì ngày xưa mà bà nhớ không? Còn bà nhớ giờ sao mình nhắc lên chế vậy? Nhắc lại cho con cháu nó nghe chứ. Thôi rồi con coi cái chế tao mà đẻ được 5 thằng trai. Cái xuống cái hầm hố 1 gì nè con coi. Rồi tao với cháu mấy bay nó bắn không chết tao mà chết thằng cháu với má ta. Rồi mấy con cháu làm sao? Mấy con cháu nó không có sao. Không có sao hết. Bị nó ăn cỏ rồi nó không có nó bắn. Dạ. Nó bắn mình không à. Dạ. Rồi ngày xưa chuyện tình yêu có không?
Có chuyện tình yêu không? Có, dạ không có. Rồi yêu yêu đương sao? Cái Hùng nó ở trên Trà Vinh đó. Dạ. Nói tao. Rồi xa xui quá rồi mình đâu có ăn được. Bởi vì là mẹ mình chết rồi cháu nó chết rồi gửi tao nữa nè. Chị tao tao cưng cháu đâu chết tao gửi tao nói chết tao đi nhanh cái ngoài sông ngoài ngoài thập đồng ấy, con ra 20 nha. Có đồng đó. Dạ. Chết tao chết rồi chết tao gửi út cho tao, gửi tôi bả cho tao, 7,5 triệu. Đó. Rồi đó là rồi tao thấy chết tao đã chết phải cảm ơn Tấm Hùng. Dạ. Ông nó mang quân đấy nha. Dạ. Ông ở Trà Vinh. Dạ. Cha mẹ anh ta xuống đây là cho bà có vàng cho bà mà không mắng chúng bà. Dạ. Rồi sau đó mình có gặp người khác mà mình trời có yêu ơi. Đương không hay là không, gia đình không. Gia đình cưới luôn? Ờ ta nói gì lắm luôn, ta nói cho ba mấy người luôn đây. Rồi ta không có ưng. Chị Út không à, ta nói chị Út mình có ưng ưng dậu ăn khó chịu vậy đó. Ưng người thứ hai thứ ba. Ưng năm này thứ ba nè. Thế gì đó. Ưng người nào không đứng thẳng nữa. Rồi giờ bới tôm cho chế tao đồ đưa tráng hai tay không. Dạ. Ta nói người vậy là ta không có người vậy là được không? Tính là người ta lễ phép là dòng gì cũng không tệ. Dạ. Mà ngày xưa có đẹp không? Ngày xưa bà có đẹp không? Mà nhiều người hỏi vậy. Đẹp không? Đẹp quá lắm. Bà nói cho tao mấy người nè. Bà nói cho tao chữa mạnh nãy ra nhà đó. Bà nói cho biết bao nhiêu. Bà Đặng rồi Vĩnh Bình rồi Trần Vinh mất chăng. Ở tới Trời Vinh người ta còn nói nè. Rồi cảm ơn bà nhiều nha. Đẹp gái lắm, cho nên giờ xấu quá, tao mới chụp hình đâu, nó mới xấu đó, tao mới buồn. Dạ. Bạn mới nói má à, già mới xấu chứ đâu còn đẹp như hồi đó má. Không, bà vẫn còn đẹp lão lắm. Rồi 19 tuổi đó, tao chụp hồi hình 19 tuổi. Dạ. Đẹp gái lắm, tao tưởng tao còn đẹp hoài. Dạ, tao xấu quá. Tao buồn, hết sức luôn. Giả cháu đó, rồi sao giờ chụp chi con mình, sao mình xấu quá xấu. Đây, đây là hình của bà thời con gái. Dạ, tôi già xấu quá, tao buồn. Đây bà ơi. Đẹp hoài sao được. Tao có tấm hình ở dưới này con coi coi. Đây con gái đúng không? Ừ, con gái đúng không? Nè con này luôn nè. Này lúc này là năm bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Năm 19 tuổi. Ừ. Cái chú này, chú bà con với cô Hương Đắng nói là cô 10 đó vậy đó. Dạ. Con gái nó lâu quá nó giận nè. Thầy đó nè. Rồi nó giận coi. Là cô Hương lộn nè. Có đi bộ đội không? Không. Không hả? Ừ. Rồi bà ở nhà không hả? Ở nhà không mà giữ châu không à? Giữ châu không? Ừ. Mà sao chuyện gì ngày xưa bà cũng nhớ hết vậy? Xong không, giờ đó vậy nó nhớ cho giờ không có nhớ tiêu tiết luôn. Ê. Mấy anh đi bộ đội không? Mấy anh đi bộ đội còn bà ở nhà giữ châu. Ừ, giữ châu. Bị ba tao chết rồi tao giữ châu. Rồi ngày xưa là bà giữ bao nhiêu con châu? 6 con. 6 con rồi có bị bom đánh con nào không? Không. Không hả? Ờ hồi lúc kia bắn chết 2-3 con rồi thôi, trong bắn trong chuồng á. Vậy hả? Trong mùng mà nó dám bắn vô. Rồi. Giờ cộng đóng á. Đến năm bao nhiêu tuổi thì bà nghỉ giữ châu? À tới 21 rồi mới có chồng. À có chồng là nghỉ giữ châu. Nghỉ châu. Châu giao cho cháu rồi. Giao cho cháu rồi. Rồi. Cô ấy là đâu có giữ được. Cho cháu, cho anh con anh Thái. Ừ. Ba ơi, bà biết hát không? Biết. Rồi bà hát con nghe một bài đi. Đêm đêm thiên đứng gác lòng nhìn về quê hương. Cây súng nào anh cặp bên hông. Đằng ai anh cũng tự hỏi lòng. Lẽ đâu anh lại ngược dòng. Dòng máu của anh là dòng máu Việt Nam. Quân thù này chắc anh không biết chẳng biết thương dân. Anh ca gần thù quân cướp nước, cướp của em, cướp cả tình thương. Hết rồi. Hay quá. Ngốc quá cha mà ghê.
ông chê nghèo nghèo già coi. Thank you.